Nhắc đến thành phố Vũng Tàu, nhiều người thường nghĩ đến những bãi biển xanh mát, thơ mộng. Ít ai biết tại thành phố biển này còn chứa đựng nhiều địa danh độc đáo cuốn hút du khách gần xa. Một trong những địa điểm như vậy là các trận địa pháo cổ và hầm chứa thủy lôi đã tồn tại hơn 100 năm trên núi lớn và núi nhỏ. Nằm trên sườn núi lớn, một trận địa pháo cổ gồm 6 khẩu đại pháo, trong đó là mỗi khẩu nặng 15 tấn, vẫn còn giữ nguyên hiện trạng dù trải qua bao biến cố của thời gian. Và tại đây thì tất cả những khẩu pháo đều được bố trí một hình vòng cung và hướng ra biển. Năm 1885, khi thực dân Pháp thấy khu vực Vịnh Gành Rái, cửa ngõ vào Sài Gòn rất quan trọng, đã cho xây trận địa pháo cổ này, vừa để bảo vệ cửa ngõ hướng biển của vùng Đông Nam Bộ, vừa tạo nơi nghỉ dưỡng cho quân dân Pháp tham chiến tại Đông Dương. Việc xây dựng, vận chuyển, lắp dựng trận địa pháo được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức thủ công, trong đó huy động phần lớn nhân công của tù nhân, dân phu người Việt. Mỗi khẩu đại pháo được đặt cách nhau 17,5 m. Một khẩu pháo bằng thép gồm 3 phần: nòng pháo, giá đỡ và mâm xoay. Nòng pháo dài 4 m, cỡ nòng là 240 mm. Giá đỡ cho phép pháo có thể nâng lên hay hạ tầm bắn và xoay nhiều hướng khác nhau. Ở chuôi mỗi nòng pháo đều có ghi rõ thông tin sản xuất và thông số kỹ thuật của khẩu pháo. Phía sau mỗi bệ pháo là hầm chứa đạn và hầm pháo thủ, liên kết với nhau bằng một hệ thống giao thông hào. Để bây giờ, để mình nghĩ đến cái chuyện là mình phải bảo vệ biển đảo của mình thì đây là nó sẽ là một cái hình tượng mà mình nghĩ là có thể là mình phải chăm sóc. Tụi em là khoa di sản văn hóa, thành ra tụi em sẽ kiếm những nơi nào mà di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử rồi, thì tụi em sẽ làm bài thông qua cái đợt thực tế của môn học ấy, thì tụi em chọn địa điểm này để làm bài. Để tăng sức chiến đấu cho trận địa pháo, người Pháp còn cho xây dựng hệ thống hầm thủy lôi, lưu trữ đạn dược và nhiều loại vũ khí hỗ trợ khác. Bên trong hầm thủy lôi, mỗi hầm có diện tích khoảng hơn 100 m², xây dựng theo hình vòm, trên nóc đổ đá và xi măng. Hai cửa hầm vừa cao vừa rộng, cách nhau 8,5 m. Lòng hai hầm được bố trí thông nhau theo hình chữ U với chiều cao 2,7 m. Thời chống pháo, quân và dân Vũng Tàu đã bí mật lấy hàng chục trái thủy lôi để chế bom mìn tự tạo, tiêu diệt địch. Năm 1992, trận địa pháo và hầm thủy lôi được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Khám phá trận địa pháo cổ và hầm thủy lôi tại núi lớn, Vũng Tàu không chỉ đưa du khách đến với thiên nhiên tươi đẹp, mà còn làm sống lại lịch sử đấu tranh của quân và dân Vũng Tàu trong kháng chiến đánh Pháp, đuổi Nhật, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.